Quý vị lúc này đang là ngày buổi tối ngày 19 tháng 12 2017, và chỉ còn độ 4 năm hôm nữa là sẽ tới Giáng sinh. Và lúc này tôi đang đứng tại ở khu vực nhà thờ để đi giữa cái rét để lấy một chút cái không khí để cống hiến cho quý vị. Kia là ngoạn, kia là cây thông Noel cao hút. Chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành và chúng ta cùng vui vẻ đón chào một năm mới. Happy Christmas, Happy New Year.